tay kia làm sao mà thấy được. Thật á? Đâu rồi nơi mình rủ nhau đi, giờ chia ly còn ai để thầm thì. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si đánh mất tất cả vì em vội trao lòng cho anh, bản thân chẳng nhìn lại. Bất chấp sai trái hay ai ai, anh vẫn tâm quá nhiều mà em đâu một lần hiểu. Ngỡ sẽ được thương yêu sẽ chia những điều em còn thiếu. Ai cũng vậy, cái giọng rất là quen, ừ, cái giọng nghe rất là quen luôn á, cái cách xử lý. Đằng sau mọi chuyện ai lường trước. Bờ môi ai rồi trang để rồi hôm nay cách xa. Hôm qua trao nhau món quà, hôm nay mình thành người lạ. Tình bước sang trang, đỉnh đầu chiêng anh một tràn ái vinh hằng. Đành tự nhủ mình rằng phận duyên cánh ngăn ôm cày đắng. Bây giờ chúng ta đang chia tay, phát sóng vào lúc 23 giờ 10 phút thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên Vion, tải app ngay. Đúng là thế thái. Kể cả dưới này cũng không ai biết ai là ai. Anh ơi, cái rèm thế kia làm sao mà biết được. Cái rèm rầy quá. Nhìn body phân tích đi ạ. Trời ơi, đôi tay anh đẹp quá. Anh vung cái này. Rất ngầu nha. Ngầu. Nhưng rất mà là ngầu. Diễn viên hay là ca sĩ ạ? Em thấy chắc là ca sĩ rồi. Tại sao chắc ca sĩ? Tại hát hay. Cái làn hơi thở rất là tốt. Với cả nghe cái cách xử lý. Thường thì các bạn... Mấy cô nghĩ diễn viên chúng tôi không xử lý được hả? À không, mà bình thường học ở trường nhạc ra bọn em nghe các là biết. À, tức là em nghĩ là cái nhân vật này là cũng là có trường lớp. Dạ rồi. À, là khi trong trường học là hát nhạc buồn. Đúng rồi. Nhưng mà ra khỏi trường hát nhạc vui. Đúng rồi. Nhưng mà cái giọng này chỉ có là hát nhạc buồn thôi. Ồ, nghe nói Cà Mau xa lắm. Không hát. Có khi nào hát bolero không? Có khả năng cái giọng vừa rồi. Hát cái giọng đó là hát bolero hay lắm á. À, mời bạn thử một câu. Đây, để tôi. Nếu cái giọng này mà hát bolero là được nha. Cái này là mình ưu ái cho một người con của Cà Mau ha. Tại vì okay, đường về quá xa xôi. Và cái mục đích là mình phải làm sao cho mọi cách để cho bạn ấy nhận ra được đây là ai để được chiến thắng. Cho hát thử một câu biết liền. Chẳng qua là tụi mình hóng thôi. Bây giờ ví dụ mình á, mình đã từng hát bolero chưa? Mình gật đầu hay lắc đầu thôi? Đã từng rồi. Xong rồi. Nhá câu anh. Hát luôn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa. Quá ư là ưu đãi. Ôi sao mà hát ai đó? Hát lên một cái là tôi lại nghĩ sang một người khác vậy ta. Lúc đầu thì nghe em không phải hát nhạc trữ tình dân ca đúng không? Không phải dance. Không, thực ra là nếu mà ca sĩ giỏi rồi thì hát nhạc nào chả được. Nếu mà có trường lớp không, nhưng mà cái này rất mượt luôn. Cái này mượt quá, mượt quá. Cái này là đây là người hát nhạc trẻ nhưng quê ở Đồng Tháp. Nghe giọng lên bây giờ em nghĩ là một người khác nữa. Đúng rồi đó. Chứ hồi nãy em nghĩ ai? Nghĩ là anh Nú Quốc Thịnh. Em nghe chắc kiểu đó nhưng mà em không nhớ. Chung quy là cái lúc đầu hát em nó rất là khác cái lúc sau. Cái lúc đầu hát tới cái lúc hát Lego thì như một người khác. Đây là nam ca sĩ Quốc Đại. Anh đã hát nhạc trẻ cũng được, nhạc sôi động được luôn. Em đi diễn với anh Quốc Đại rồi. Nhìn cái body rất là giống Hồ Quang Hiếu. Wow. Nhưng mà giọng này không phải giọng của anh Hồ Quang Hiếu không đâu. Không phải. Thôi bây giờ vậy, chúng ta sẽ được biết gương mặt thật. Mời mặt nạ mở đi ạ. Đúng rồi nha. Hồi nãy tính nói tóc khác nha. Tóc khác. Hồi xưa là tóc kiểu nó bồng bềnh. Kiểu nó bồng bềnh. Nay tóc kiểu nó hơi cứng. Eo ơi, tưởng gì. Lúc đầu thì đúng là nghe từ người khác thật sự. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy mặt rồi và nhớ lại cái giọng lúc nãy thì đúng rồi. Hồi nãy là mình yêu cầu hát một ca khúc bolero mà đi hát âm hưởng dân ca đúng không? Giờ hát một đoạn giống như là ngày xưa ai lá ngọc cành vàng hay là thôi rồi ta đã xa nhau ví dụ vậy. Cho em nó thêm cơ hội đi, tại nó trẻ nhất ở đây mà. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Rồi, được rồi. Anh cho em hỏi là anh bao nhiêu tuổi anh?
sinh năm 1945. Nãy anh Giang nói chương trình này lớn hơn có một à. Nói gì cũng tin nữa. Ủa anh bộ học trường đại học ra rồi hát luôn hả anh? Không. Thích gì đó. ca sĩ chướng quá, thích vậy đó. Sao giọng như gắt quá vậy ta? Gắt là tại vì không ưa người bên kia bức tường. Ừ, không có thích đó. Có biết có quen gì đâu. Anh có bài nào mà hit không anh? Có, muốn nghe thử không? Muốn, em muốn nghe luôn á. Từ khi mà định nuôi không còn độc thân nữa thì sông sẽ ngừng chảy. Đưa bài nào? Cái bài đó trong cái phim lồng tiếng đó. Em có nghe. Chị cho Dũng kiện nè. Tức là bạn này là bạn ấy hát cho rất nhiều sinh viên. Bạn ấy nổi lên từ phong trào quần chúng. Sau đó là bạn ấy được rất nhiều người yêu thích. Đẹp trai, giọng hát ngọt ngào. Cho thêm một cái mà gọi là cái key để tìm ra chân lý nè. Cover. Trời ơi, cover. Cover. Anh là diễn viên hay là ca sĩ anh? Anh diễn cũng hay lắm đó em. Diễn dở là em dọn ra rồi. Chắc em nghĩ anh là diễn viên quá. Trời ơi, anh đóng mấy phim rồi đó. Em với anh có gặp nhau bao giờ chưa anh? Có, gặp trên bảng xếp hạng á. Trên bảng xếp hạng hả? Quá đó, đó, đó. Hiểu chưa, hiểu vấn đề chưa? Wow. Trên bảng xếp hạng. Mà cover em chưa nghĩ ra nữa. Hỏi một câu thông minh, anh đi Cà Mau chưa? Anh ăn bánh tầm chưa anh? Ăn rồi nha. Anh này là đi lưu diễn khắp nơi, nên là cái chuyện là ăn bánh Cà Mau là chuyện rất là bình thường. Em ăn bánh mía chưa? Sóc Trăng hả? Anh ăn Sóc Trăng hả? Ừ. Tên thật của anh là tên gì anh? Cái nghệ danh khác tên thật của anh. Tên của anh nó giống cái tên thật luôn, cho nên không nói em nghe được. Giống đó. Tên thật luôn hả? Tên đó là tên thật luôn á. Dùng tên thật, dùng tên thật luôn làm nghệ danh luôn. Em đã có một vài cái tên trong đầu chưa? Em có tên rồi. Ví dụ? Anh Nam Cường. Nam Cường. Đúng rồi. Rồi, tiếp tục. Với anh Nô Quốc Thịnh. Nô Phước Thịnh. Wow. Chọn một người trong hai người đó. Cover cái là lên luôn á. Em nhớ cái tên, em biết ai rồi nhưng mà em đang nhớ tên. Cái anh mà sống ca trên Đà Lạt á, anh quên rồi ta. Sống ca Đà Lạt đó là Hà Anh Tuấn. Không không, cái bài cover nhạc Hoa lại á. Bài chứ? Cover nhạc Hoa là anh đang trường hát cho bé Yuki-san. Yuki-san đúng. Tăng Phúc, đúng rồi, Tăng Phúc. Hả? Anh Tăng Phúc hát mấy giọng bolero cũng mượt lắm. Phúc hát cái gì cũng được hết trơn. Em đó là anh Tăng Phúc. Cháu là Tăng Phúc đúng chưa? Anh Tăng Phúc. Âm nhạc. Tìm lại đêm tối mây mờ dần lối đắm say em đây sau người đau rồi trăm ngàn câu nói ân tình gian dối có mấy yêu vẫn xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà tình giấc vương vấn đôi chút rồi cũng qua. Chuyện rằng bao nhiêu lần thế thái bé bàng mình quay bước ngỡ ngàng thêm một cuộc tình bước sang trang tìm đâu riêng anh một chân ái vĩnh. Đành tự nhủ mình rằng phần duyên cánh ngang nôm cay đắng. Cay đắng. Ê! Em nói đúng rồi. Được làm em hạnh phúc heo hát trong ấm ấm rồi xa nhau kèm lời chúc. Tình bước sang trang tìm đâu riêng anh một chân ái vĩnh hằng đành tự nhủ mình rằng phần duyên cánh ngăn ôm cay đắng thoát xa cõi đau đớn kéo nhau về cô đơn chỉ biết trách tình cảm vô hận không sao được tương lai biết ai sẽ thương ai chỉ tình mình vỡ tan một mảnh biết em sẽ đau lắm một đêm về gặm nhắm những ký ức một thoáng xa xăm thành bụi tâm trí nhưng thôi anh phải ra đi. Chọn ngay cho rapper bạn yêu thích của tuần để có cơ hội trúng giải thưởng giá trị tại Appian và tham gia ngay.